Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin lúc chiều chúng ta đã nói về phần 1 của cuộc hội thảo giữa ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng với những thế hệ trẻ của Liên bang Nga. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta tiếp tục tới với phần 2, nơi mà người dẫn chương trình tiếp tục đưa ra những câu hỏi học búa cho ngoại trưởng Lavrov. Câu hỏi tiếp theo là: Thưa ngài, Nga là một trong những quốc gia tự chủ, đồng thời không bao giờ từ chối hợp tác với các quốc gia khác. Vậy làm thế nào để chính phủ có thể duy trì đường lối và đàm phán mà không phải hy sinh chủ quyền của mình? chúng ta đang thành công. Chúng tôi có thể tự tin nói rằng ở một mức độ lớn, Nga đã có được những khả năng phát triển quan hệ với các quốc gia khác mà không phải hy sinh chủ quyền, không đe dọa đến an ninh của chúng ta, cũng như triển vọng phát triển kinh tế và xã hội của Liên bang Nga. Phúc lợi của những người dân trong 10 năm qua không hề bị giảm. Kể từ khi phương Tây bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với cả chúng ta. Mọi thứ ở Nga vẫn luôn tồn tại nhưng bản chất khốc liệt và toàn diện của phương Tây đã trở nên rõ ràng sau khi họ cố gắng kích động một cuộc đảo chính ở Ukraine muốn đưa lên nắm quyền ở đó một chính phủ có quan điểm phát xít mới, công khai vốn được định sẵn cho sứ mệnh tiêu diệt mọi thứ có tử Nga và tạo ra các mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của đất nước chúng ta trên lãnh thổ Ukraine. Trước đó, sau khi thành lập Liên bang Nga, khi Liên Xô biến mất chúng ta sẵn sàng hợp tác chủ yếu với phương Tây coi đây là các quốc gia láng giềng gần gũi nhất của chúng ta. Trung Quốc cũng là một trong những số đó, nhưng dân số chủ yếu của Liên bang Nga là sống ở khu vực châu Âu. Và chúng tôi đã thật sự vô cùng thất vọng về những gì mà phương Tây đang làm. Chúng tôi phản đối những nỗ lực của phương Tây nhằm gây thiệt hại trực tiếp đến lợi ích của chúng tôi khi NATO trái với mọi lời hứa đã tiếp cận biên giới Nga 5 lần và các căn cứ quân sự được lên kế hoạch thành lập ở Ukraine bao gồm cả trên bờ biển Azov và khi phương tây lộ ra bộ mặt thật của mình trong mối quan hệ với cả nga phá bỏ mọi thỏa thuận trà đạp mọi nguyên tắc mà họ đã xây dựng về một kỷ nguyên toàn cầu hóa nó có nghĩa là cạnh tranh công bằng áp dụng thống nhất các nguyên tắc của kinh tế thị trường quyền bất khả xâm phạm về tài sản và suy đoán vô tội tất cả những trụ cột mà phương tây xây dựng trên toàn cầu chứng minh rằng đây là con đường tối ưu cho sự phát triển của nhân loại đã bị chính họ phá hủy chỉ sau có một đêm điều này khiến chúng tôi cuối cùng đã hiểu ra rằng trong cuộc sống này chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân chính mình và vào những đối tác thân thiện. Những người sẽ không bao giờ từ bỏ các thỏa thuận chỉ để làm hài lòng những lợi ích ích kỷ tới từ phương Tây. Tất nhiên, Nga sẽ không để mình rơi vào tình trạng tự cung tự cấp trong trường hợp này. Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần nhấn mạnh về điều đó. Chúng tôi không ủng hộ giải pháp tự cô lập. Nhưng trong lĩnh vực then chốt mà năng lực quốc phòng và phát triển kinh tế phụ thuộc vào, chúng tôi không còn có thể trông cậy vào những đối tác tới từ phương Tây để cho họ có thể lừa dối bất cứ lúc nào nữa. Ngà vẫn để ngỏ cánh cửa cho các đối tác phương Tây của mình, nhưng đó là chỉ khi nếu họ thực sự tỉnh táo lại. Chỉ đến lúc đó chúng ta sẽ xem lại những lời nói của phương Tây được thể hiện bằng hành động với chúng ta như thế nào. Tùy thuộc vào những gì mà họ sẽ đề xuất, chúng tôi sẽ quyết định có chấp nhận những đề xuất này hay không và xem rằng liệu chúng có phù hợp với lợi ích của liên bang nga hay không, hay lại lai tạo ra một cái bẫy mới nào đó để nhằm chống nga. Câu hỏi tiếp theo của người dẫn chương trình là thưa ngài liệu ngài có gặp khó khăn gì khi đàm phán với đại diện các quốc gia châu Âu trong năm này và nó có thay đổi gì so với trước đây hay không? Với chúng tôi không có khó khăn gì vì thực tế là không có cuộc đàm phán nào. Chúng tôi không phân đấu vì họ, các quốc gia châu Âu, Mỹ và Canada đã cắt đứt mọi quan hệ với cả chúng tôi. Chủ đề duy nhất được thảo luận bằng cách này hay cái khác là các vấn đề liên quan tới hoạt động của các cơ quan ngoại giao của chúng tôi họ phải đối mặt với những trở ngại to lớn trong công việc bình thường của mình từ chuyển khoản ngân hàng đến đảm bảo an ninh cho các lãnh thổ của chúng ta theo nghĩa vụ của các quốc gia này nếu chúng ta hài lòng với những khó khăn thì chúng ta cũng sẽ phải tạo ra những khó khăn về mặt kỹ thuật cho hoạt động của các đại sứ quán của họ không phải chúng tôi cố tình gây hại cho họ mà là trong ngoại giao có một quy luật như vậy có qua có lại với nhau nên nhớ rằng đây không phải là lựa chọn của chúng tôi nhưng chúng tôi không thể nói chuyện với họ theo các cách nào khác phương tây chỉ hiểu cách dùng vũ lực phản công và các biện pháp trừng phạt nếu chúng ta nói về những vấn đề thiết yếu người mỹ định kỳ nêu ra những chủ đề nối lại đàm phán về ổn định chiến lược gần đây họ đã đưa ra cho chúng tôi một bài báo trong đó họ nêu ra những lời kêu gọi chúng tôi đã biết từ lâu về sự cần thiết phải nối lại liên lạc về ổn định chiến lược giống như nga phải chịu trách nhiệm với tư cách là một cường quốc hạt nhân chúng tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng có những liên hệ như vậy kết quả là hiệp ước về các biện pháp cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược hạt nhân start đã được ký kết nhưng giờ đây chúng tôi buộc phải đình chỉ nó theo nghĩa mà chúng tôi sẽ không thực hiện các quy định trong hiệp ước này làm sao nga có thể cho phép những người mỹ vào các cơ sở hạt nhân của mình nếu như họ vẫn đang tiếp tục cung cấp các vũ khí tầm xa cho ukraine nó có thể đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ máy bay ném bom hạt nhân chiến lược của chúng tôi chúng tôi nghi ngờ rằng khi chuẩn bị các cuộc tấn công này người mỹ không chỉ cung cấp vũ khí mà còn cung cấp các thông tin tình báo để cố gắng tấn công các mục tiêu thích hợp Lời mở đầu của hiệp ước start mới nêu rõ Hai bên sẽ không còn là đối thủ Hai bên cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau Phải có sự cân bằng về lợi ích và an ninh không thể chia cắt Nhưng tất cả những thứ này đã bị người Mỹ trả đạp Xé nát và ném vào thủng rác Họ nói rằng mọi việc không diễn ra tốt đẹp với Ukraine Nhưng cần phải xem xét vấn đề Tiếp tục các thủ tục quy định trong thỏa thuận này Điều này sẽ không xảy ra Đây là chủ đề quan trọng duy nhất mà chúng tôi đã liên hệ gần đây Liên minh châu thì chưa thực hiện bất kỳ động thái nào như vậy chúng tôi biết rõ ràng một thông tư đặc biệt đã được thông qua tại bruxelles cấm tất cả các nhà ngoại giao eu ở nga mời các đại diện nga hoặc tham dự vào các buổi chiêu đãi của chúng tôi mặc dù thực tế là chúng tôi đã không mời một ai trong số họ trong một thời gian dài vì các nhà ngoại giao nga cũng không được vinh dự được họ mời tới người ta thậm chí còn nói rằng các nhà ngoại giao châu ở các quốc gia khác phải thông báo cho chính quyền sở tại rằng trong các buổi chiêu đãi chính thức trong mọi trường hợp họ không được đặt người châu bên cạnh người nga đây đã trở thành một căn bệnh rồi. Thật khó nói điều này nên được gọi là cái gì nữa. Nhưng điều này chắc chắn không bình thường. Ngoại giao được tạo ra chính xác để ngay cả những thời điểm khó khăn nhất, mọi người có thể giao tiếp và tránh những tình huống có thể xảy ra hiểu lầm lẫn nhau do họ không nói chuyện đủ với nhau hoặc có quá ít các câu hỏi, nhưng đây là sự lựa chọn của Phương Tây. Giờ đây Chúng tôi dành phần lớn sự quan tâm và việc làm của mình cho các quốc gia thuộc đa số thế giới. Nhưng quốc gia sẵn sàng hợp tác với cả Liên bang Nga, tái phân bổ đáng kể nguồn nhân lực trong bộ ngoại giao và các cơ sở quốc tế như đại sứ quán, tổng lãnh sự. Theo một nghĩa nào đó, bây giờ cuộc sống thật dễ dàng với chúng tôi đối với cả người châu bởi vì họ sẽ không làm phiền chúng tôi nữa. Câu hỏi tiếp theo của người dẫn chương trình là Thưa ngài, tôi có một câu hỏi liên quan đến thế hệ của chúng ta. Tất cả những người Nga đều sinh ra và lớn lên trong một thế giới tương đối cởi mở, nơi chúng ta có mối liên hệ về văn hóa, công nghệ với các quốc gia khác. Hiện nay, ở Nga đang có xu hướng bác bỏ văn hóa phương Tây. Ví dụ ở nhiều trường học ở Moscow, việc tổ chức lễ Halloween bị cấm hoặc bị coi là không mong muốn, việc hủy bỏ văn hóa phương Tây sẽ khả thi đến mức nào và nó có thể gây ra những hậu quả gì không? Tôi sẽ để câu hỏi này tùy theo quyết định của mỗi xã hội tại trường học hoặc trường đại học. Khi tôi còn đi học, chúng tôi đã tổ chức các kỳ nghỉ, giàn dựng các tiểu phẩm và vui chơi, đôi khi là đùa giỡn, đôi khi chỉ là đang nói chuyện với nhau, nhưng tất cả chúng tôi đều còn trẻ. Tôi không thấy có điều gì mang tính phá hoại trong một số truyền thống đến từ phương Tây. Điều chính ở đây là chúng không được coi là thống trị lịch sử, ngày lễ và các hình thức tổ chức sự kiện đáng nhớ trong truyền thống của chúng ta tôi thấy không có sự đáng sợ về halloween ngoại trừ việc đôi khi theo phim của phương tây những tội ác đẫm máu được thực hiện dưới chiêu bài truyền thống halloween tôi hy vọng rằng điều này sẽ không đe dọa tới chúng ta câu hỏi tiếp theo của người dẫn chương trình là thưa ngài ngài có nghĩ nato đã trở nên yếu hơn hay mạnh hơn khi có nga ở đó tương lai của tổ chức này sẽ ra sao về nguyên tắc nato đã là di tích của quá khứ Tổ chức này lẽ ra không nên tiếp tục tồn tại sau khi mục đích thành lập liên minh đã biến mất. Ý của tôi là sự tồn tại của Liên Xô và thứ hai là sự tồn tại của tổ chức Hiệp ước Warsaw. Nói một cách chính xác, NATO được thành lập để chống lại ảnh hưởng của Liên Xô ở Đông Âu. Chỉ sau đó, tổ chức Hiệp ước Warsaw mới được hình thành để đáp lại nó. Trước đó, Stalin đã đề xuất cùng nhau xây dựng an ninh châu Âu. Sau đó, nó đã bị bỏ qua. Đây cũng là lúc Hiệp ước Warsaw và Liên Xô biến mất. Có mọi cơ hội để lấy tổ chức an ninh và hợp tác châu làm nền tảng cho an ninh châu bao trùm tất cả các quốc gia trong khu vực châu âu của chúng ta mà không có ngoại lệ cộng với hoa kỳ và canada nhưng họ đã chọn giữ lại nato tương lai nào cho nato ừ cho đến gần đây họ tự hào nói rằng họ không phải là một khối khiêu chiến mà là một liên minh phòng thủ thuần túy chỉ sử dụng vũ lực để bảo vệ lãnh thổ của các thành viên hai năm trước tại hội nghị thượng đỉnh ở madrid cũng như mùa hè năm nay tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius tất cả những điều này đã thay đổi chỉ sau một đêm bọn họ tuyên bố với nhau rằng nato có trách nhiệm toàn cầu đối với an ninh của toàn thể hành tinh và an ninh ở khu vực châu âu đại tây dương và cũng không thể tách rời khỏi an ninh ở khu vực ấn độ thái bình dương khối này cũng đang đưa các cơ sở hạ tầng quân sự của mình vào khu vực châu á thái bình dương rất nhiều các liên minh quân sự đang được thành lập ở đó nhằm mục đích thúc đẩy các thành phần của nato đến khu vực này của thế giới trở lại vấn đề liên xô Chúng tôi đã nói rằng NATO là một khối hiếu chiến. Họ lập luận rằng họ không phải là một khối hiếu chiến mà đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Bây giờ không còn ai nói về điều này nữa. Họ đang lan rộng những xúc tu của mình trên khắp hành tinh. Thật đáng buồn, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ bị mở rộng quá mức. Bạn không thể trắng trợn và đòi kiên trì áp đặt quyền bá chủ của mình lên mọi người. Thời thế ngày nay không còn như xưa nữa. Câu hỏi tiếp theo của người dẫn chương trình là Theo ngài, một nhà ngoại giao Nga hiện đại cần phải làm những gì? Ngoại giao là một nghề lâu đời nhất bởi vì mọi thứ đều phải được thương lượng. Nghệ thuật đàm phán chính là nghệ thuật ngoại giao. Người làm ngoại giao phải là một người có học thức, uyên bác, nói được ngoại ngữ càng nhiều càng tốt, có thể hiểu biết sâu sắc về lịch sử của quốc gia, lịch sử hình thành, các cuộc chiến tranh kéo theo sự hình thành của đất nước và sự hình thành lòng yêu dân tộc. Có một số người nói với tôi rằng Tại sao một nhà ngoại giao lại phải cần những điều này? Bạn có cần phải biết lịch sử của Pháp và Mỹ không? Thực ra, nó không hẳn là vậy bạn không thể làm việc ở Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Phi hoặc Châu Mỹ là tỉnh mà không hề biết lịch sử của các khu vực này. Thứ nhất, nó luôn thể hiện trong công việc khi bạn thể hiện kiến thức và củng cố luận điểm của mình. Điều này ngay lập tức sẽ được người đối thoại nhận thấy. Chúng ta có thể nói về điều này trong một thời gian dài, càng biết chữ và đọc tốt thì càng tốt. Một điều nữa là khả năng chiến thắng. Một số lượng lớn các quyết định mang tính định mệnh đã trở thành hiện thực. Phần lớn là do những người có trách nhiệm từ các phe đối lập khác nhau để thảo luận về tình hình này hay tình huống kia có quan hệ đồng chí tốt đẹp. Đơn cử trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, mối quan hệ cá nhân của đại sứ Dobrynin phát triển với Kennedy đã giúp tránh được những hậu quả không mong muốn một cách đáng kể nếu bạn là một nhà khoa học chính trị ngoại giao hoặc đang học để trở thành một nhà khoa học chính trị ngoại giao hãy học mọi thứ vì chúng sẽ đều có ích câu hỏi cuối cùng của người dẫn chương trình là để kết thúc chương trình ngài có thể đưa ra một lời khuyên phù hợp cho những người mới bắt đầu con đường sự nghiệp của mình hay không trong câu trả lời trước của tôi tôi đã cố gắng gửi lời khuyên của mình đến những người muốn chọn con đường ngoại giao nhưng đây không phải là một nghề duy nhất mà tổ quốc chúng ta cần Điều quan trọng nhất là khát vọng của tâm hồn Hãy thử hỏi bạn mong muốn điều gì cho bản thân Tôi tin chắc rằng không có lĩnh vực nào là vô ích và không có hứa hẹn Thật lý tưởng khi nghề nghiệp mà một người đã chọn sẽ trở thành công việc của đời mình Có những lúc sau khi được giáo dục Có người nhận ra rằng họ muốn đi theo một con đường khác Có tất cả các khả năng cho việc này Điều quan trọng là bạn làm những gì bạn yêu thích Nó sẽ góp phần vào việc củng cố đất nước và quê hương của chúng ta Vâng, lời khuyên của ngoại trưởng nga sergei rov cũng thay cho lời kết của video mà tôi nghĩ rằng rất nhiều bạn trẻ của việt nam cũng đang ở ngã ba đường trong những quyết định tương lai của mình với tôi đam mê thôi là chưa đủ bạn cần phải hiện thực hóa đam mê của mình để qua đó ít nhất có thể kiếm sống được từ nó làm việc mình thích thì ai cũng muốn nhưng việc mình thích lại không sản sinh ra tiền thì cũng sẽ đến một lúc nào đó đây sẽ không còn là một công việc mà bạn yêu thích nữa còn tất cả các bạn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này hãy bình luận ở phần bên dưới nhé còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau